Huyền thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tả bài chung có chủ đề ý nghĩa của mối liên kết này. Tiếp tục hay dừng lại, nghĩa là tả bài của chúng ta hôm nay sẽ có hai ý: ý nghĩa hoặc là bài học của mối liên kết này, và ý thứ hai đó là mối quan hệ này sẽ tiếp tục hay dừng lại. Thì đó cũng là hai câu hỏi chính cho nội dung của tả bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta đến với phần chọn tụ bài. Ở chúng ta có 3 tụ bài từ trái sang phải, 1, 2, 3. Các bạn có thể dừng màn hình lại, chọn cho mình một tụ bài. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Với tụ bài số 1 thì mình thấy có một năng lượng như thế này. Đây là một câu chuyện, mình nghĩ đó là một câu chuyện dài, chứ không phải chỉ là câu chuyện một sớm một chiều các bạn nhé. Đây là một hành trình dài mà các bạn đi qua rất nhiều những cái thăng trầm của mối quan hệ này để cái đích cuối cùng đó chính là 10 ly. Thì 10 ly ở đây không phải là các bạn sẽ có 10 ly mà giống như có một người nào đấy mất niềm tin về tình yêu và hôn nhân, và một người xuất hiện để giúp người đó nhận ra rằng 10 ly, cái tình yêu bản thân rồi đến tình yêu gia đình mới là cái điều quan trọng nhất ở cuộc sống này. Thì mình thấy đây là cái chủ đạo, cái nội dung chủ đạo của tụ bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng lá bài một để chúng ta nhận thấy cái điều này nhé. Lá bài đầu tiên là Ace of Wands, vẽ hình trong một cái, các bạn có tưởng tượng như là cái tình yêu nó giống như một cái mầm sống ấy, nó như một mầm sống ấy. Nghĩa là mình cảm thấy ở trong tụ bài số 1 có hình ảnh của một người đàn ông, một năng lượng nam. Người này có tình yêu của King of Cups, nhưng họ luôn kiềm hãm cảm xúc để cho cái tình yêu đó chỉ ở trạng thái của Ace of Wands thôi. Cái lý do đó chính là khi mà người này họ có một cái năng lượng, đó chính là họ suy xét, họ tính toán, họ suy nghĩ rất là kỹ. Các bạn thấy đấy, trước khi đến với một ai, khi gặp khách có nghĩa là mang cái cốc tình yêu của mình để trao tặng cho một người nào đó, thì họ phải trải qua cái năng lượng của 6 xu, băn khoăn, cân nhắc rất kỹ. Họ sẽ sử dụng lý trí để đánh giá, để phân tích cái mối quan hệ này. Mình thấy là trong lòng người này luôn có cái tâm trí của người này, luôn có một cái tiếng nói, một cái nỗi sợ nào đấy, một cái sự ám ảnh. Mặc dù ở đây không có một cái trả bài nào, một lá không có giờ devil, nhưng mình thấy nó hiện hữu trong tâm trí của người này. Đó là họ luôn nghĩ về sự đổ vỡ của 5 kiếm, họ luôn nghĩ sự bế tắc khó khăn của 8 kiếm, và họ suy xét rất là nhiều. 6 xu và The Hierophant đại diện cho cái việc đó chính là trước khi trao tình cảm cho một ai đó, họ ngoài cái việc lắng nghe, phân tích, suy xét ấy, họ còn hỏi ý kiến của nhiều người. Người này hỏi ý kiến của nhiều người, thậm chí là đọc khá nhiều sách vở, xem nhiều bộ phim, hoặc là nghe những chuyện từ người khác, và theo kiểu là từ những cái câu chuyện đó khiến cho họ liên tưởng đến cái mối quan hệ của mình, và khiến cho họ không dám mang cái cốc tình yêu đến để trao tặng cho bất kỳ người nào đến gần họ cả. Những người chọn tụ bài số 1, mình thấy các bạn gặp phải một người mà giống như là tình yêu đối với họ, nó mình nghĩ người này mặc dù có khinh ngọc khắp, trong lòng họ, họ tràn ngập tình yêu thương. Họ yêu ai là họ mang cái cốc tình yêu, họ muốn mang cái cốc tình yêu đến để sưởi ấm cho người đó, để chở che cho người đó. Nhưng bản thân họ thì lại không dám sống với năng lượng này. Thì mình nghĩ có thể trong quá khứ họ đã từng yêu một ai đấy, hoặc trong nhiều, trong cái tiềm thức của họ lưu giữ cái việc là họ đã từng yêu một ai đó rất nhiều, nhưng mà tình yêu đó luôn gặp năng lượng của 5 kiếm và 8 kiếm, khiến cho họ nghi ngờ tình yêu. Cho nên là cái mối quan hệ này cứ được một thời gian lại có năng lượng của The Hangman, lại có cái việc đó chính là có sự buông trôi, có sự mặc kệ. Cho nên là giống như là một ai đó xuất hiện trong mối quan hệ này, bởi vì đây là trả bài chung và năng lượng của Tarot là hai chiều nhưng mình chỉ đọc chung thôi, thì một người có tư tưởng này, có cái suy nghĩ này, có cách cư xử trong tình yêu như thế, và cái người còn lại có cái tác dụng đó chính là thắp lên cái ngọn lửa tình yêu trong người này, giống như khai sáng mở đường cho họ để họ dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, họ dám nói lên tiếng nói của tình yêu, họ vượt qua cái nỗi sợ của 5 kiếm và 8 kiếm. The Hierophant nó còn đại diện cho người này có một cái niềm tin về tâm linh, có niềm về tâm linh, một cái niềm tin nào đấy, ví dụ như họ tin về nhân quả chẳng hạn. Họ cứ nghĩ là cuộc đời của họ là không hạnh phúc, cuộc đời của họ không hạnh phúc, rằng là họ không có hạnh phúc trong tình yêu, rằng là số của họ lấy vợ khổ, lấy chồng khổ chẳng hạn. Thì cái tư tưởng đó ám sâu vào trong con người của họ, và vì thế nên họ cứ mặc kệ, họ buông trôi cái tình cảm này.
Mình thấy người này có một cái năng lượng là bên trong thì tràn ngập tình yêu thương, nhưng bên ngoài thì buông xuôi và mặc kệ. Nghĩa là để cho theo kiểu là nếu họ là nữ thì còn đỡ, còn nếu họ là nam, họ luôn có cái tư tưởng đó là để người khác phải 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 đến với mình, phải chủ động với mình. Còn bản thân mình thì cứ mang năng lượng của The Hangman, cứ mặc kệ thế thôi. Mà vì thế cái con đường của họ đến với 10 ly nó còn rất là xa xôi. Các bạn thấy cái hình ảnh 10 ly là cái đích cuối cùng của tình yêu bản thân rồi tình yêu gia đình. Nhưng ở cái tại cái thời điểm này họ luôn mang năng lượng của Air Pentacle, có nghĩa là nó cứ ẩn, nó cứ là một cái mầm cây mà nó mãi trú ngụ trong lòng đất, nó không dám vươn lên ánh sáng mặt trời, nó cứ mãi là The Hangman, nó cứ mãi buông trôi, nó cứ mãi mặc kệ, muốn đến đâu thì đến. Cho nên là cái ý nghĩa của mối liên kết này đó là mình nghĩ là có hai chiều. Một chiều là các bạn đến để thắp lên một cái ngọn lửa thúc đẩy cái mầm cây trong lòng đất của một người, cái mầm cây tình yêu trong lòng đất của một người xuất hiện. Và ở đây nó có một ý nghĩa thứ hai, đó chính là sự buông, the hangman. Nghĩa là nếu như bạn yêu một người nào đó, bạn ở bên cạnh một người nào đó mà họ chỉ khiến cho bạn có chỉ suốt ngày có năng lượng của năm kiếm, nghĩa là cãi vã, lạnh lùng, chia xa, bế tắc, đám kiếm, bởi vì họ luôn có năng lượng của sáu xu, đó là họ suy xét, họ cân nhắc. The Hierophant là họ không dám bước ra khỏi cái ranh giới, không dám tiến lên, không dám cam kết, bởi vì The Hierophant nó chỉ là một mối quan hệ mà nó không rõ ràng một tên gọi là 10 ly hay là 10 xu hay là 4 gậy hay là 2 cốc. Cho nên là vậy thì cái bài học của các bạn đó là hãy dũng cảm buông nó đi và thắp lên một mầm sống mới, và cái mầm sống mới đó sẽ mang đến cho bạn một 10 ly đích thực của bạn. Vậy thì ở đây với cái câu hỏi thứ nhất đó chính là ý nghĩa của mối liên kết này, các bạn đã nhận ra vấn đề chưa ạ? Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi số 2 nhé. Câu hỏi tiếp theo trong trả bài số 2, đa số 1 đó là chính là câu hỏi tiếp tục hay dừng lại. Đến với cái lá bài bị rơi và mình đặt ngược. Bây giờ mình sẽ đọc bài câu hỏi này, tiếp tục hay dừng lại. Mình nghĩ rằng là tiếp tục hay dừng lại nó là quan điểm của chúng ta thôi, nó là tùy chúng ta. Cái điều này là đúng thôi, bởi vì một, nó là trả bài chung, cho nên là mỗi người một câu chuyện, mình chỉ đưa ra cái thông điệp để các bạn tự lựa chọn thôi. Và thứ hai nữa là chúng ta mỗi người sẽ có một bài học, một định hướng, một quan điểm và một lý tưởng khác nhau, vì thế không ai áp đặt cho ai vấn đề gì cả nhé. Bây giờ mình sẽ đọc bài, sau đó mình sẽ nêu ra quan điểm của mình. Trước hết là cái mối tiếp tục hay dừng lại, thì mình nghĩ tiếp tục hay dừng lại là vẫn là ở bạn thôi. Cái người kia, cái đối phương ấy, mình thấy có một người họ vẫn biết giờ ngua, bạn chính là cái sự trọn vẹn của họ, bạn chính là cái lý tưởng hoàn hảo nhất của họ. Các bạn cứ tưởng tượng như là khi họ gặp họ bạn rồi thì họ không thể thấy ai có thể trọn vẹn hơn bạn, họ không thấy ai có thể hòa hợp hơn bạn, không thấy ai có thể là mang lại cho họ cái cảm giác đủ đầy và trọn vẹn giống như bạn ấy. Đó chính là the world. Nhưng họ lại luôn kiểm soát cảm xúc của mình, cái one, giống như là cái hình ảnh của cái người mà đang vội vàng thúc ngựa đi nhưng lại lại kéo dây cương lại, giật mạnh quá mức con ngựa nó chống, nó vùng lên, nó chống đối lại, nó cũng biểu hiện trong một cái xảy ra một cái sự cố gì đó. Và mối quan hệ rơi vào trạng thái của chín kiếm và cờ và sót. Chín kiếm có nghĩa là có một cái năng lượng của cái việc là có một người nói, một người trách móc một người, nói một người trách móc một người này, thậm chí là ghen tuông này, thậm chí là có cái trạng thái của cái việc đó chính là theo kiểu là dằn vặt nhau á, cho nên là rơi vào cái trạng thái của cái việc đó chính là tưởng như mọi thứ đã đến đích rồi, đã là bốn gậy rồi thì tự nhiên có cái sự cãi nhau và dừng lại. Chín kiếm và năm gậy chính là sự dừng lại, và tại thời điểm này thì ai cũng có mang một cái tôi rất là to, không có ai vượt qua ai cả, mặc dù cả hai, một cả hai hoặc là một trong hai người nghĩ về nhau vẫn nghĩ là trường hợp khác, vẫn nghĩ là mình với đối phương là trường hợp khác. Nhưng mà để vượt qua được cái năng lượng của tám kiếm ấy, thì nó là cả một hành trình để các bạn có thể làm lành lại với nhau. Các bạn có hiểu vấn đề này không ạ? Với câu hỏi này tiếp tục hay dừng lại thì mình nghĩ đó là ở bạn thôi. Bởi vì mình thấy ở đây trong câu chuyện của các bạn, mình thấy có một cái năng lượng, đó chính là hai người vẫn nghĩ về nhau với năng lượng của The World, của hai cốc, của bốn gậy. Nhưng mà ai cũng đang ở trong một trong hai người này. Một người thì đang ở trạng thái của chín kiếm, một chín kiếm. Một người thì trạng thái của bảy gậy. Chín kiếm nghĩa là cảm thấy suy nghĩ, cảm thấy bị tổn thương. Một người cảm thấy bảy gậy thì cảm giác như là mình cảm thấy quá mệt mỏi, mình cảm thấy quá mệt mỏi với mối quan hệ này, mệt mỏi với bế tắc mối quan hệ này. Một người thì cảm thấy rằng tại sao cái hành trình này lại khó khăn, lại mệt mỏi nhiều như thế. Và mặc dù biết là hai cốc nhưng mà không có ai vượt qua ai cả, cứ im lặng như thế. Và cái hành trình đến Temperance, nghĩa là hành trình của cái việc cân bằng của mối quan hệ này, nó còn rất là xa.
Thực ra thì tất cả với kinh nghiệm của mình thì tất cả những mối quan hệ mà cứ nhùng nhằng, cứ gặp hết chuyện nọ đến chuyện kia, nên con đường mà các bạn đến với nhau nó quá khó khăn ấy. Thực ra nó chỉ là một cái mối quan hệ bài học thôi. Khi mà nói thật với các bạn rằng là đàn ông các bạn phải nhớ này, phụ nữ thì yêu bằng tình yêu bao bọc, chở che và hy sinh. Cho nên là phụ nữ đã yêu ai thì sẵn sàng hy sinh vì người đó. Còn đàn ông là bản lĩnh, sức mạnh và che chở. Cho nên họ yêu ai họ sẽ sẵn sàng làm tất cả để có người đó. Họ sẽ bằng mọi giá để có người đó. Cho nên là nếu như khi một ai đó họ yêu các bạn mà họ không dám hy sinh về các bạn, họ không dám vượt qua tất cả khó khăn này đến với bạn, thì chỉ đơn giản rằng bạn chưa phải là quan trọng đối với họ. Chỉ đơn giản thế thôi. Và cái mối quan hệ này nếu nó còn tiếp diễn thì chẳng qua nó chỉ là một bài học để các bạn vượt ra khỏi cái tầm cái vòng người an toàn của mình, đó là thứ nhất. Và thứ hai, các bạn nhận ra đâu chính là tình yêu, giống như nó rèn cái con đường các bạn cứ tưởng tượng là con đường các bạn đi nó chưa đến đích, và trên con đường ấy nó có khó khăn thì các bạn rèn cho đôi chân của mình thêm vững mạnh thôi. Cho nên cái việc mà bạn ở lại tiếp tục chờ đợi họ hay là các bạn dừng lại và nhận ra rằng cái bài học của mình là gì, các bạn tốt nghiệp cái bài học đó và rẽ sang một hướng khác, thì đó đều là tùy các bạn. Nếu là mình thì mình sẽ chọn hướng dừng lại và rẽ sang một hướng khác, còn các bạn như thế nào thì đó là tùy các bạn nhé. Chúng ta nghe trả bài chung để nhận ra bài học cho mình, chứ đó không phải là câu chuyện riêng của bạn. Còn nếu như bạn có một câu chuyện riêng và các bạn muốn biết là nên dừng lại hay là cái mối quan hệ này còn có thể tiếp tục được hay không, nên như thế nào, thì chỉ có trả bài riêng mới cho bạn câu trả lời chính xác thôi nhé. Thì mối quan hệ thông điệp của trả bài số 1 có thể dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như mà các bạn mới biết đến kênh của mình mà yêu thích kênh mình thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé. Giúp mình tạo tương tác bằng like, comment. Và nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì tất cả các thông tin Zalo, Gmail để nhận trả bài riêng mình đặt ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 2. Ở tụ bài số 2, mình thấy nổi rõ lên một cái thông điệp ở tụ bài này, đó chính là sự cân bằng. Lá bài hai xu biểu hiện cái điều này. Hai xu biểu hiện sự cân bằng. Các bạn thấy hình ảnh của hai, một nam một nữ đang nhảy xuống cái mặt hồ, và mặt hồ hình số 8. Đấy, bạn hiểu là sự cân bằng. Và trong cái sự giống như là cái bài mình nghĩ rằng là nó là cái bài học của nó, cái ý nghĩa của mối liên kết là sự cân bằng, nó cũng biểu hiện là có một người luôn luôn cố gắng để gìn giữ, để cân bằng cái mối quan hệ này. Và giống như là các bạn cứ tưởng tượng là có một người họ cứ níu lại, cứ giữ lại đến lúc đã mỏi tay rồi, đã mệt rồi, đã sức cùng lực kiệt rồi, thì mình thấy có năng lượng của chất mần có một sự chuyển hóa và thay đổi ở đây. Chất mần nó giống như là một cái linh hồn ở trong một cái hang đã đủ lâu ấy, và đến lúc người ta cảm thấy rằng người ta cần phải đi ra khỏi cái hang này, khỏi cái có một cái chỗ giống như là chỗ đồi núi ấy. Các bạn cứ tưởng tượng là một cái hang đi, thì người ta nghĩ rằng người ta ở trong một cái hang đó có thể để trú ngụ này, có thể để tĩnh tâm này, có thể có một mục đích nào đấy, và đến tại thời điểm này thì cái người đó họ nghĩ đã đủ rồi, đã đến lúc đủ rồi, đã đến lúc họ phải chuyển hóa rồi, họ phải vươn ra ngoài rồi, họ phải tìm ánh sáng của mặt trời rồi, họ phải bừng dậy rồi. Giờ trần chất mà nó chính là như vậy. Và khi họ nhận ra được điều này thì mình thấy có năng lượng của Queen of Pentacles, Queen of Cups, có nghĩa là của nữ hoàng cấp. Họ mới nhận ra rằng từ bấy đến nay họ đã quên yêu thương bản thân mình. Đó, họ đã quên yêu thương bản thân mình, họ đã bỏ mặc bản thân mình, họ chưa bao giờ họ thương cái đứa trẻ đang quỳ dưới chân cái người 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 tiên nữ đấy, cái vị thiên thần đó chính là cái đứa trẻ, là chính cái linh hồn của họ. Họ chưa bao giờ yêu thương bản thân mình. Và cái chất mần, cái sự chuyển hóa, sự thay đổi, sự thức tỉnh ở đây đó chính là họ nhận ra rằng có một tình yêu thương sâu nhất, sâu sắc nhất, đúng đắn nhất, to lớn nhất, đó chính là tình yêu thương bản thân. Ở đây mình thấy cũng có một ý nữa, đó là có một người luôn cố để cân bằng cái mối quan hệ này, có nghĩa là họ luôn phải là người giữ gìn, luôn phải là người cầm chỉ cái, luôn phải là cái người để giữ cho mối quan hệ nó không bị đổ vỡ ấy. Các bạn cứ tưởng tượng khi đang ngồi ở trên một con thuyền, có hai người, một thuyền chồng chành, thì một người cứ mặc kệ, còn một người cố để níu giữ cho cái con thuyền nó không bị đổ. Thì cái người đó đến bây giờ họ đã có sự thức tỉnh của chất mần, và sự thức tỉnh ngoài cái việc họ tự nhận ra thì mình thấy có một người xuất hiện trong cuộc sống của họ, quên nào khác chính là điều này. Người này mang đến cho họ một tình yêu thương giống như là một cái suối nguồn tắm mát cái linh hồn của họ, cho họ
họ mới hiểu, đến khi gặp cái người nào họ mới hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là sự ấm áp, và họ nhận ra rằng có một cái luồng không khí mới, một cái nguồn năng lượng mới tràn vào cuộc sống của họ bằng lá bài một gậy, và nó giúp cho họ cảm thấy bây giờ mà họ mới cảm nhận được thế nào là tình yêu thương, họ cảm nhận được thế nào là sức mạnh của sự dịu dàng, họ có không khí, họ cảm giác như là các bạn có tưởng tượng trước đây khi ở trong cái mối quan hệ cũ ấy, họ là con sư tử dũng mãnh, thì bây giờ họ muốn vùi đầu vào lòng người đàn bà dịu dàng để cảm nhận cái tình yêu thương đó, và họ cứ từ từ từng ngày một sống lại trong cái tổ ấm đã lạnh của mình, cái tổ đã lạnh của mình các bạn nhé. Mình thấy trong tụ bài số 2 ý nghĩa của cái mối liên kết này đó chính là có một người đến, có một nghĩa là có hại, ý nghĩa của mối liên kết này đó là sự thức tỉnh trong một cuộc hôn nhân không phù hợp, một cuộc hôn nhân hoặc một mối quan hệ không phù hợp, bởi vì có một người cứ cố để níu giữ một người cho đến khi có một người xuất hiện thì cái người kia họ mới nhận ra thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc, và họ mới cảm nhận thấy rằng con người của mình xứng đáng để nhận được cái gì. Và mình thấy cái người kia từ khi họ gặp một cái đối tượng thứ ba, mình thấy đặt đối tượng quy luật khác ấy, thì họ trở nên yêu đời hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc thành hợp công hơn trong 6 ngày. Người này là King of Pentacles, đây là một người rất là vững vàng, từng trải, có một cái độ đằm sâu cả về mặt vật thực, về mặt trí tuệ này, lý tưởng này, lẫn là cái chiều sâu về cái sự ổn định và thực tế. Và đến bây giờ thì họ mình cảm thấy là sau trải qua một cái khoảng thời gian của hai xu ấy hạn rất nhiều, nghĩa là phải tự cân bằng, phải cố để cân bằng, thì đến bây giờ từ khi gặp cái người tên là quy luật khác, à có năng lượng quy luật khác ấy, thì họ mới tìm thấy sự bình yên, tham và sần chính là bình yên, và giống như họ đủ cái nội lực để họ bước qua năng lượng của the devil chính là hai xu, là cái mối quan hệ mà họ họ cứ phải cố để giữ cân bằng, họ cố để níu giữ ấy, nó chính là the devil, có cái gì đó cứ ràng buộc họ. Thì bây giờ từ khi có năng lượng ở quy luật khác thì cái tình yêu thương đó giống như là cho họ thêm cái động lực, cho họ thêm sức mạnh, giúp họ nhận ra rằng đâu là hạnh phúc, đâu là lý tưởng, và mình thấy họ đủ sức mạnh để họ vượt qua năng lượng của The Devil, họ tiến tới 4 gậy. Mình thấy cả cái tụ bài số 1 cũng là 4 gậy, tụ bài số 2 cũng là 4 gậy, nhưng mình cảm thấy rằng cái tụ bài số 1 ấy, cái năng lượng của 4 gậy Four of Wands, mối quan hệ tâm linh ấy, tiền thân của Trung Pha Lêm á, thì cái mối quan hệ một chính là tiền thân của Trung Pha Lêm, nghĩa là trước khi trở thành 4 gậy, trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình, trọn vẹn với chính mình, tìm thấy nhà của chúng mình thì của chính mình ấy, thì các bạn phải trải qua một cái mối quan hệ rèn cho bạn cái điều đó. Thì đến cái mối quan hệ thứ hai mình cũng thấy có cái năng lượng này, mình cảm giác cái tụ bài số 1 với số 2 là hai người, một người đi qua một cái mối quan hệ mà chỉ kéo cạn cái năng lượng của mình ấy, chỉ rút cạn năng lượng của mình trong cái sự chờ đợi để tiến đến Twin Flame for One, tìm thấy ngôi nhà của chính mình. Còn mối quan hệ thứ hai lại là một năng lượng, đó chính là đi ra khỏi một mối quan hệ cô đơn để tìm thấy cái năng lượng nhà, gọi là cái tổ ấm thực sự của chính mình. Thì mình thấy cái ý nghĩa liên kết của tụ bài số 2 đó chính là tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình, tìm thấy chu lớp của mình. Mà trước khi tìm thấy chu lớp của mình thì các bạn phải trở thành một chu lớp đã, các bạn phải nhận ra bạn là quan trọng, bạn cần được yêu thương, thì khi đó thì năng lượng của cái người yêu thương bạn mới xuất hiện nhá. Thì đó là ý nghĩa của mối liên kết trong tụ bài số 2. Bây giờ mình sẽ đến câu hỏi thứ hai, đó chính là cái mối quan hệ mà các bạn đang 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 ngập ngừng đấy thì tiếp tục hay là dừng lại nhé. Cái mối quan hệ mà bạn đang phải cố để mà cân bằng ấy thì sẽ tiếp tục hay dừng lại. Câu hỏi số 2 đó là mối quan hệ này tiếp tục hay dừng lại, nghĩa là cái mối quan hệ mà họ kinh các bạn phải cân bằng trong cái mối quan hệ này nó sẽ tiếp tục hay dừng lại. Mình thấy trong tương lai thì cái ở đây mình cứ gọi là năng lượng nam nhé, bởi vì mình thấy nổi rõ năng lượng nam nhiều hơn, và mình đọc một chiều ra đó là hai chiều còn lại thì các bạn tự đổi chiều. Thì mình thấy ở đây có một người năng lượng nam, họ nhận ra giống như là họ họ đã nhận ra một cái gì đó, tức là họ nhận ra được cái bản chất của mối quan hệ này rồi, nhưng mà họ không nói ra. Đây là một người khá là kín đáo, nghĩa là trong lòng họ có cái điều gì họ cũng suy nghĩ, họ giữ ở trong lòng, họ có năng lượng của giờ hai và đây tìm một người rất thông tuệ sâu sắc và kín đáo, ít biểu hiện ra bên ngoài. Và cái điều mà họ biểu hiện, họ hiểu được một điều đó chính là giờ hangman, cái mối quan hệ này đã ở cái độ phải chuyển hóa rồi, phải nghĩa là phải chuyển hóa, phải thay đổi rồi, nhưng mà giống như họ để tùy duyên, giờ hangman nó còn là một cái sự theo dòng thời gian ấy, nó sẽ theo dòng chảy thôi và kệ nó, tùy duyên thôi. Nhưng mà họ hiểu là như thế, nhưng
cái thực tế diễn biến luôn luôn diễn ra trong trong mắt của họ, đó chính là chín gậy và bốn kiếm. Có nghĩa là cái mối quan hệ này tuy như là hai người có thể ở với nhau, vẫn ở bên nhau, nhưng nó là chín gậy, nó luôn cảm thấy có cái sự nặng nề, nó cảm thấy đầy sức nặng, có một cái gì đó mà một người luôn cảm thấy đầy gánh nặng trong mối quan hệ này. Bốn kiếm có nghĩa là giống như là một người đang dò đường đi, nghĩa là họ biết là như thế và cứ mỗi một ngày họ họ tự dò đường đi trong im lặng. Có nghĩa là các bạn hiểu rằng ở trong mối quan hệ là hai người, nhưng có một người luôn cảm thấy cô đơn, một người luôn cảm thấy chỉ có một mình, và họ tự sinh hoạt, họ tự tìm. Họ bốn gậy vẽ hình cái người đàn ông đang dò đường đi ấy, giống như tuy là hai nhưng lại tuy là một, nghĩa là hợp lại ta với ta ấy, gọi là một một cặp vợ chồng ấy, hoặc là một một mối quan hệ, nhưng nó lại là hai nửa tách biệt. Một nửa thì nghĩa là tất mỗi người có theo đuổi một công việc riêng của mình, và bởi vì mỗi người theo đuổi một cái công việc, một cái suy nghĩ, một cái quan niệm riêng, một ý chí riêng, cho nên là một người thì luôn cảm thấy đầy gánh nặng trong của chín chín gậy, một người thì luôn cảm thấy cô đơn chỉ có một mình trong trong bốn kiếm. Và mình thấy người này có một cái năng lượng, đó chính là cứ mỗi khi ở trong, mỗi khi đối diện với cái sự cô đơn trong chính tổ ấm của mình, trong những mối quan hệ của mình, thì họ lại nhớ về một nhân vật nào đó. Cái này Pentacle nó chính là hướng về một nhân vật nào đó, chuẩn bị một cái gì đó cho một nhân vật nào đó, và nhân vật đó mang năng lượng của Empress. Nhân vật đó giống là Queen of Cups ấy, nó có cái năng lượng của Queen of Cups lúc nãy ấy, nó cao hơn, lấy trọn vẹn hơn Queen of Hearts, đó chính là năng lượng của tình yêu thương. Có một phụ nữ rất dịu dàng, có một người rất dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương, họ hướng về phía người đó và họ luôn nghĩ rằng họ sẽ có một khởi đầu tốt đẹp với người đó. Họ nghĩ hoặc là họ hy vọng rằng cái người đó sẽ là một cánh cửa mới trong mối quan hệ của họ, cho đời sống của họ, xin lỗi, là một cánh cửa mới cho cuộc sống của họ, và họ nghĩ đó mới chính là tình yêu đích thực của họ. Cái người đó mới chính là Empress, mới chính là tình yêu của bản thân mình, đó chính là lựa chọn của bản thân mình, là định mệnh của mình. Và họ cũng họ hiểu rằng mình thấy cái người này họ có một năng lượng của The High Priestess và The Moon, họ là người có tiềm thức, họ có thể thể nhận ra tiềm thức của mình, nhớ được tiềm thức của mình, đoán trước được cái vận mệnh của mình, và họ hiểu rằng tất cả mọi thứ đang chỉ bắt đầu thôi. Và The Hangman, The Moon đó là hãy để cho cái gì đến rồi nó sẽ tự đến, họ hiểu cái điều đấy, và họ luôn có một cái xu hướng là quan sát. Người này có một cái năng lượng quan sát rất là lớn, có nghĩa là họ quan sát cái đối tượng đang ở cùng với họ, đang có trong mối quan hệ với họ ấy. Họ hiểu cái điều này nó sẽ xảy ra, họ hiểu rằng trong tương lai cái gì đến thì nó sẽ đến, họ hiểu cái điều đó, nhưng họ giữ im lặng và quan sát cái đối phương của mình. Thì cái đối phương mà họ quan sát ở đây đó chính là cái người cùng đang đang cùng tổ ấm, đang cùng mối quan hệ với họ ấy. Và giống như là mình có cảm giác ở trong cái mối quan hệ số 2 ấy, cái người này này bản thân họ biết là cái người kia ở với mình cũng không hạnh phúc, nhưng họ không nói ra để cho cái người đó quyết định, để cho cái người đối phương của mình quyết định, và họ chỉ là người quan sát để xem là cái đối phương đó cư xử như thế nào thôi, và họ sẽ thuận theo. The Hangman nó biểu hiện cái điều đấy. Các bạn đã nhận ra thông điệp của những người chọn tụ bài số 2 chưa ạ? Của tụ bài số 2 chưa ạ? Thì mình hy vọng là các bạn có thể tìm ra được cái phương pháp xử lý phù hợp với hoàn cảnh, nếu đây là hoàn cảnh thực sự của các bạn. Còn là trong tụ bài số 2 thì mình chỉ có thể đọc như thế, đọc ở cái mức độ khách quan nhất có thể, bởi vì đây là tụ bài chung, chúng ta không không thể mang cái đàn bài chung để ta vận vận dụng vào cuộc sống của mình. Đó là lý do mình chỉ đọc đến đây thôi. Ai có nhu cầu trả bài riêng, nếu các bạn đang có một cái vướng mắc và thì chỉ có trả bài riêng mới có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề, thì các bạn liên hệ với mình để trả bài riêng, hoặc là với một leader nào đó thì tùy các bạn, không quyết định bất cứ một điều gì đến trả bài chung cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn yêu thích mình thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình, các bạn tạo tương tác giúp mình qua like, comment, và nếu có nhu cầu trả bài riêng thì các bạn liên hệ với mình qua Zalo Gmail, mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Ở tụ bài số 3, mình thấy có một câu chuyện. Tự nhiên mình nhớ đến một cái bài hát ở hai đầu nỗi nhớ. Đó, ở hai đầu nỗi nhớ. Đúng rồi, tại sao mình lại nói như thế? Ở bên này là King of Cups, ở bên này là Queen of Cups, và giữa hai người là Deck, là The Hermit và Tám Xu. Mình thấy như thế này, năm câu hỏi trên nó giống như là một thông điệp vậy. Và năm câu hỏi năm lá bài trên nó giống như một thông điệp giữa hai người là King of Cups và Queen of Cups, giống như là các bạn có cái sự đồng điệu. Thường nói những lá bài nước ấy thường nói về tình yêu thương, cái nổi trội nhất của cái năng lượng nước đó chính là tình yêu thương, sự nhạy cảm, tinh tế, thấu hiểu và vị tha, đó là năng lượng của nước nhá. Và đây mình thấy là một cặp đôi mà mang một cái năng lượng tương đồng, King of Cups và Queen of Cups.
hai bạn đang đứng ở hai đầu, giống như hai đầu nỗi nhớ. Nhưng mà để đến được với nhau, tại sao đứng ở hai đầu, vậy ở giữa là gì? Ở giữa là đét, là giờ hay mệt, là tám xu. Ở giữa mình thấy có đét, có nghĩa là cần có một sự thay đổi diễn ra ở đây. Giờ hay mệt giống như nhận ra lý tưởng, nhận ra con đường riêng, nhận ra lý lẽ, cái đích đến của mình. Tám xu là xây dựng nó. Mình có cảm giác như là cái mối quan hệ ba, cái tụ bài số 3 là của hai người nhận ra nhau, nhận ra mình với người kia mới là một nửa đích thực của mình, mới là tình yêu của mình. Nhưng giữa các bạn là đét, là giờ hay mình, là tám xu mà mình vừa phân tích, và các bạn phải vượt qua được cái năng lượng này thì các bạn thực sự là của nhau. Và đây mình thấy có một mối quan hệ giống như kiểu là true love á. Và năm lá bài tiếp theo, năm gậy này, sáu kiếm này, true heart này, tám kiếm và knight of cups. À đúng rồi, mình thấy này, năm gậy giữa các bạn có một cái khó khăn nào đấy ngăn cách, sáu kiếm nào đó ngăn cách, nghĩa là để đến được với nhau các bạn cần phải vượt qua cái rào cản của năm gậy và sáu kiếm để đến được với nhau trong năng lượng của hai cấp ấy. Mình thấy đây là một mối quan hệ rất là thấu hiểu, nhìn ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương, giống như là cái ngọt ngào của hai cấp đó chính là nam thì đúng là nam, nữ là đúng là nữ, nghĩa là giống như hai nửa đối lập âm dương hợp hòa ấy, thì đó gọi là hai cấp. Thì để đến được với cái hai cấp này thì các bạn phải vượt qua được năm gậy, nghĩa là có cái sự khó khăn nào đấy, thậm chí phải có cái sự đấu tranh. Sáu kiếm là sự vượt qua một cái chặng đường nó không dễ dàng để các bạn có thể đến được với nhau. Và tại thời điểm này thì mình nghĩ nó là năng lượng của tám kiếm, nghĩa là nó có còn một sự bế tắc nào đó các bạn chưa giải quyết được, cho nên cái tình yêu của cái người đó mình thấy bây giờ tại thời điểm này nó vẫn là tình yêu thôi. Cái nào khác thường nói một cái người nam dành tình yêu cho người nữ của mình bằng cái sự quan tâm, có nghĩa là đó là một người rất biết cách chiều chuộng và yêu thương người yêu, nghĩa là họ hướng tới cái việc là chăm sóc về mặt cảm xúc cho người này đó. Thì mình thấy và nó cũng biểu hiện đó chính là trong lòng họ lúc nào cũng hướng về người đó, thì đó cũng chính là cái năng lượng thấp nhé. Và muốn thể hiện tình yêu với người đó thì đó là năng lượng của cái năng lượng thấp. Vậy thì các bạn nhận ra là cái ý nghĩa của mối liên kết này chưa ạ? Đó, mối liên kết này đó chính là ở hai đầu nỗi nhớ. Cái gì nhỉ? Câu thứ hai tự nhiên mình không nhớ nữa, nhưng mình chỉ hiểu là các bạn đang đứng ở hai đầu nỗi nhớ và còn một cái khoảng cách, một ngăn cách nào đó để ngăn cản các bạn đến với nhau. Nhưng các bạn hiểu là đây chưa phải là lúc, mình có cảm giác như là đây chưa phải là lúc, nhưng trong lòng các bạn luôn hướng về nhau. Thì đó chính là nội dung của cái câu hỏi thứ nhất, đó chính là ý nghĩa của mối liên kết này. Bây giờ mình sẽ đến câu hỏi thứ hai, đó chính là ở đây thì không thể dùng cái từ để tiếp tục hay dừng lại được, bởi vì đây cái mối quan hệ đang phát triển, cho nên mình sẽ xem là cái diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này như thế nào nhé. Câu hỏi tiếp theo là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này, mình thấy nó rất là kỳ lạ. Đó là mình sáng bài rất kỹ mà nó vẫn lên hai lá y như lúc nãy, đó là King of Cups và Death. Và điều kỳ lạ hơn nữa là ở tiếp tục ở bên này vẫn là King of Cups và bên này là cũng là Queen, nhưng mà là Queen of Wands các bạn nhé. Ở đây thì mình thấy như thế này, cái diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này thì nó vẫn diễn ra theo đúng như quy trình của nó, vẫn là tình yêu. Mình thấy ở đây ở mối quan hệ này mình thấy có hình ảnh nổi lên rất rõ, cái hình ảnh của năng lượng của một người nam, họ dành cái tình yêu rất là sâu sắc cho người nữ của họ. Mình thấy nếu như lúc nãy thì họ coi họ nghĩa là mình thấy cái tình yêu của hai người ấy, của người nam dành cho người nữ, nó có sự đi lên, nó có sự từ từ nó lớn lên, chứ không phải là tình yêu theo kiểu là vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã là kiểu tình yêu sét đánh các bạn nhé. Tình yêu sét đánh rất dễ rơi vào mối quan hệ nghiệp, còn ở trong cái mối quan hệ này mình thấy có một cái năng lượng rất rõ, đó chính là cái người nữ nam này họ cảm nhận được cái vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ, và từ cái vẻ đẹp đó cái tình yêu nó lớn dần lên. Mình thấy như thế này, lúc nãy thì trong mắt của họ đó là Queen of Cups, nghĩa là hai người trước hết là họ có tình cảm với nhau bắt đầu từ sự đồng điệu về mặt tâm hồn, thứ hai họ cảm nhận được tình yêu thương, sự nhạy cảm tinh tế vị tha và thấu hiểu của người nữ, thì càng ngày họ càng bị cuốn hút. Queen of Cups nó nói về một cái sự cuốn hút nào đó, có thể về nhan sắc, có thể về tâm hồn, nghĩa là tự nhiên các bạn có tưởng tượng là nếu Queen of Cups nó chỉ là tình yêu về mặt linh hồn tinh thần ấy, thì Queen of Cups nó nâng lên một bước nữa, đó chính là họ khao khát, họ cảm thấy cái cô gái nó đầy sức hút, đầy quyến rũ, và họ mong muốn được ở gần bên, họ mong muốn được ôm cô ấy vào lòng, được chạm đến cô ấy, đó là Queen of Wands. Sau đó ở cái năm lá bài tiếp theo mình lại thấy có năng lượng của Queen of Pentacles. Nếu như là Queen of Cups là nói về cảm xúc, Queen of Wands nói về đam mê mê, thì Queen of Pentacles nói về sự ổn định, có nghĩa là từ cái cảm xúc đến đam mê, và sau cùng đó chính là họ họ muốn có một sự cam kết, họ muốn có một sự ổn định, họ muốn có sự bình yên đối với người nữ này.
Mình thấy bây giờ mình, đó là mình cái tổng quan chung về tình cảm nhá. Còn bây giờ thì mình thấy là trong trong cái thời gian tiếp theo thì người nam này họ vẫn như thế, họ vẫn ở vị trí của họ và họ dành cái tình yêu, sự quan tâm thầm lặng cho cái người nữ kia, bởi vì giữa hai người đang có khoảng cách là death, three of one và ten of one, có nghĩa là họ biết rằng cần phải có một sự chấm dứt, một cái gì đó thay đổi, thay cũ đổi mới ở đây thì hai người mới có thể đến được với nhau. Nhưng để muốn để thay cũ đổi mới thì phải trải qua năng lượng của 3 gậy và 10 gậy, nghĩa là cần phải có một sự sắp xếp lại, cần phải có một cái gì đó hay là có sự sắp xếp tổ chức và thay đổi ấy. Thì phải có được cái điều đấy thì hai người mới đến với nhau, và họ theo theo kiểu giống như là nó chưa phải lúc, như là cái điều mà họ làm duy nhất cho người phụ nữ, người nữ tại thời điểm này đó chính là tình yêu và sự quan tâm. Mình thấy họ đã xác định, họ cảm thấy từ khi gặp người nữ này thì họ mới có được cái nguồn năng lượng của 10 xu, họ mới cảm nhận được thế nào là tình yêu, thế nào là một gia đình thực sự. Nhưng giữa hai người lại có 8 kiếm, nghĩa là có một sự bế tắc nào đấy, một sự bối rối nào đó, có một cái gì đó chưa thể thể khơi thông giữa hai người. Cho nên là cái dù năm lá bài, dù là năm lá bài khác nhau thì mình vẫn thấy chỉ có một thông điệp thôi, đó chính là họ biết rõ người đó chính là hay quy là pentacle là 10 xu, họ hiểu đó chính là bình yên, là một mái nhà ấm, là một người vợ hiền. Họ hiểu empress, nghĩa là ở đây cái người nam này họ coi cái người nữ giống như nữ vương của họ, họ họ còn trong mắt của họ thì người nữ này còn tràn ngập tình yêu thương, là một người phụ nữ lý tưởng. Nhưng giữa hai người vẫn là 8 kiếm, cho nên là cái mà họ làm cho bạn duy nhất tại thời điểm này, ngoài cái sự quan tâm làm cho bạn tốt hơn, nghĩa là làm cho người nữ tốt hơn ấy, thì họ im lặng thôi. Four of Swords nghĩa là 4 kiếm ấy, nó biểu hiện cho sự im lặng, nghĩa là biểu hiện cho cái việc đó chính là họ hiểu cái điều đó và tất cả mọi thứ nó nằm trong cái suy nghĩ của họ, nó nằm trong kế hoạch và mặt tâm trí của họ. Và mình thấy cũng người này họ hiểu khá sâu về mặt tâm linh, họ hiểu về quy luật tự nhiên, họ hiểu về vô thường, cho nên là tất cả mọi thứ cứ để nó diễn ra như điều họ mong muốn, à diễn ra như điều họ 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 thay gọi là họ từ cái kiến thức về mặt quy luật tự nhiên của họ ấy, thì họ trân trọng tự nhiên, họ để cho nó tự diễn ra. Nhưng cái thời gian tiếp theo thì cái họ đối với bạn vẫn là tình yêu, họ yêu bạn và họ luôn hướng về bạn, họ luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho bạn và mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn, nếu bạn là nữ hoặc là nam mà trong mối quan hệ này nhá. Thì đây là một mối một cái tụ bài nó rất là ngọt ngào. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, nếu các bạn mới biết đến kênh mình mà yêu thích kênh mình thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nếu bạn chưa đăng ký nhá. Bạn tạo tương tác giúp mình bằng like và comment, và nếu như bạn có một nhu cầu trả bài riêng thì tất cả thông tin về Zalo và Gmail mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.